Xin chào các bạn, tiếp theo thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ đến được cái phần bài tập định hình AutoCAD 2D phần 2. Thì hôm nay chúng ta sẽ giải quyết thêm các cái hình như sau. Hình từ hình 2.1 cho đến hình 2.8. Đấy, và trong video tiếp theo nữa thì mình sẽ giải quyết các hình từ 2.9 cho đến 2.14. Thì trong cái video bài 1, bài 2 buổi trước rồi thì mình đã dẫn trong cái tờ số 1 này, phần 1 ở đây. Thì mình đã giải quyết xong và mình đã có đưa cho bạn các cái tờ lệnh có nhóm về lệnh vẽ, draw và modify, thì mình đã để ở dưới cái phần cái link mô tả ở dưới video để các bạn có thể download được cả cái tờ lệnh này và cả cái phần 4 cái tờ bài tập ở đây nhá. Đấy, bạn nào mà chưa biết thì có thể là sổ xuống cái phần mô tả của video để có thể download về và thực hành theo video và xem lại các cái phần video bài 1, bài 2 để thấy được cái cách làm cho cái phần tờ bài tập số 1. Ok, quay trở lại với lại cái tờ bài tập số 2 ngày hôm nay, đó là cái bài tập phần 2. Thì chúng ta sẽ giải quyết các hình từ 2.1 cho đến 2.8 nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái hình đầu tiên, đó là hình 2.1 đó. Thì ở đây dữ liệu nó cho chúng ta đó là một cái đường tròn là đường kính là 500, tức là bán kính là 250, và có một cái hình đa giác nội tiếp, đúng không ạ? Thì bây giờ các bạn cùng mở AutoCAD lên. Tại đây là giao diện của AutoCAD 2018, các bạn có thể là bấm vào cái dòng Start Drawing ở đây để mở một bản vẽ mới. Và trước khi vẽ thì chúng ta hãy nhớ đến 5 bước chúng ta cần phải thiết lập quan trọng trước khi chúng ta thao tác trên một bản vẽ. Thì 5 bước này mình đã làm ra một cái video, rồi bạn nào chưa biết thì có thể xem lại ở phần mô tả video nha. Mình còn đặt cái link 5 bước cài đặt quan trọng trước khi chúng ta thao tác làm việc được với AutoCAD. Ở đây thì mình không nhắc lại kỹ nữa, mình sẽ thiết lập nhanh. Thiết lập về trục này, thiết lập về lưới này, chế độ về truy bắt điểm này. Ok, một chút nữa đó là về đơn vị cho bản vẽ rất là quan trọng. Đơn vị về mm lại unit. Ok, sau khi mọi thứ đã sẵn sàng rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu vẽ hình đầu tiên. Cái này thì có cái bán kính là 250 và một cái hình đa giác đó là 1, 2, 3, 4, 5 cạnh, đúng không ạ, nội tiếp. Tại đây các bạn sẽ vẽ đường tròn hoặc là chỉ đường tròn ở đây, chọn circle radius nhập 250, được không ạ? Nó đang hơi lớn, các bạn sẽ lăn cái con thỏ chuột cho nó nhỏ lại. Tại đây các bạn sẽ dùng lại polygon. Polygon để về hình đa giác này, số cạnh là 5 nhỉ? Rồi các bạn sẽ bắt tâm của hình đa giác. Ở đây nó hỏi là gì ạ? Center polygon. Thì cái hình tâm của hình polygon này nó sẽ trùng với tâm của đường tròn. Các bạn sẽ bắt vào tâm đường tròn này. Và nó nội tiếp. Nội tiếp thì bạn sẽ chọn tính năng là Y nhỉ? Còn ngoại tiếp thì bạn sẽ chọn tính năng là C nhỉ? Ở đây các bạn chọn Y nội tiếp. Và cái điểm này nó cần phải nằm trúng cái điểm này, nên bạn sẽ bắt điểm ở đây, bắt điểm vào góc 12 giờ. Đó. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong hình 2.1. Sau khi đến hình 2.2 thì chúng ta cũng có một đường tròn mà diện là g bằng 250 và một cái đa giác ngoại tiếp, nó tương tự như hình 2.1 thôi. Ở đây các bạn có thể là điều chỉnh C hoặc là bạn phải copy hình bên cạnh ra 250. Ok không ạ? Đấy, mua gì khai bên cạnh một chút nữa. Ở đây các bạn sẽ gọi là polygon này, nhập số cạnh là 5 này. Và bắt tâm vào cái hình polygon này, chọn tính năng là C nhé, C là ngoại tiếp. Đấy, và tại đây các bạn sẽ tích cái điểm này. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong hình 2.2, rất là đơn giản đúng không ạ? Tiếp đến thì là các bạn sẽ xem mình hình 2.3 nhỉ? Tất cả những lệnh này thì mình đã để ở trong cái phần tờ lệnh draw modify rồi. Đấy, ví dụ như lệnh polygon mình vừa vẽ ở đây. Polygon hoặc là những cái lệnh hiệu chỉnh move extreme mà đây mình đã để hết trong tờ này. Bạn nào muốn xem kỹ lại thì có thể tải cái tờ lệnh này ở dưới phần mô tả video nha. Rồi quay trở lại với hình đó là hình 2.3. Thì ở dữ liệu nó cho ta chỉ nó là gì ạ? Nó chỉ là cho ta biết một cạnh duy nhất của một hình đa giác là 5 cạnh, đó là 288. Đấy, thì bây giờ chúng ta để vẽ được cái hình đa giác này có cái số cạnh là 5 và cái độ dài cạnh 288 ta sẽ làm như thế này. Thì tại đây các bạn sẽ gọi lệnh polygon để vẽ hình đa giác nhé. Ở tại đây thì AutoCAD nó chỉ hỏi chúng ta là số cạnh là bao nhiêu và không có cái tính năng nào khác, chúng ta sẽ nhập là 5. Thì tại đây AutoCAD hỏi chúng ta hai trường hợp, một là các bạn đã xác định tâm đường tròn, hoặc là có thể sử dụng một tính năng con khác. Thì các bạn phải sổ xuống ở trong này một tính năng con rất là hay, đó là nhập chiều dài cạnh, đó chính là cái S này, mình xin tắt là E, lệnh tắt là E. Bạn nhập E vào, bạn sẽ tích một điểm này. Đó.
Các bạn thấy là cái chiều dài mình đang co kéo này chính là độ dài của một cạnh đúng không ạ? Thì cái cạnh này nó đang nằm ngang thì bạn thể là bật F8 lên để cố định nằm ngang và nhập cho nó là 288. Đúng không ạ? 288. Đấy, các bạn bấm inspect để kết thúc lại. Đấy, vậy là chúng ta đã tạo ra được cái hình 288 ở đây. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ hình gì ạ? Chúng ta sẽ vẽ một cái hình đa giác ngoại tiếp và một hình đa giác nội tiếp hình này. Cách vẽ như sau, chúng ta sẽ vẽ polygon, số cạnh vẫn là 5. Thì tại đây chúng ta sẽ bắt vào điểm này, bắt vào cái trọng tâm của cái hình đa giác có sẵn này, chọn tính năng C và bắt lên cái điểm góc 12 giờ chúng ta đã có. Đây là trường hợp AutoCAD mình phiên bản dùng phiên bản AutoCAD 2018 nhé, nên nó cho phép chúng ta bắt trọng tâm, các bạn thấy không ạ? Bắt vào trọng tâm, tức là mỗi một hình khép kín đối với những phiên bản AutoCAD 2017-18 này thì một hình bất kỳ nó sẽ có trọng tâm cho chúng ta nhé. Còn các phiên bản CAD đời thấp thì nó sẽ không cho phép chúng ta bắt trọng tâm này. Nếu bạn nào đang chưa có CAD 2018 thì bạn sử dụng các cái đường trung điểm này, trung trực này để chúng ta xác định được cái trọng tâm của nó. Cái này thì nó hơi mất thời gian, hơi mất công. Chính vì vậy các bạn, mình khuyên các bạn nên cần phải update ngay cái bộ cài phần mềm lên phiên bản AutoCAD tối thiểu 2017-2018 để chúng ta cho chúng ta được những tính năng nó mạnh mẽ nhất. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ on polygon 5 này, được chưa? Và dẫn sát hình tâm của đường nó. Ở đây chúng ta sẽ đường C này. Ở đây chúng ta sẽ đặt bắt vào đâu ạ? Cái hình này chúng ta sẽ một cạnh, được chưa? Cái này nó sẽ nội tiếp. Nội tiếp chúng ta phải chọn Y và bắt vào cái góc 6 giờ ở đây. Đó. Nhập lại là polygon 5 này. Bắt vào tâm. Đó, chọn là Y nhá, Y để nội tiếp cái hình có sẵn. Vậy là ta đã hoàn thành xong hình 2.3. Tiếp đến đó là chúng ta sẽ vẽ hình 2.4. 2.4 ở đây thì hình này nó chỉ cho chúng ta duy nhất một dữ liệu thôi, đó là một cái đường tròn bán kính R250. Còn các hình còn lại thì chúng ta sẽ phải tự logic để suy luận để ta ra được kết quả. Ở đây chúng ta vẽ đường tròn C này. Ở đây mình đổi lệnh thành C rồi, nhưng mà bạn nào mà chưa đổi lệnh thì vẫn giữ nguyên là C nhé, hoặc là kích vào đây chọn C radius 250 nhé. Tiếp đến thì chúng ta vẽ được cái gì? Tiếp theo chúng ta vẽ cái gì? Ở đây các bạn thấy là một cái cạnh của hình đa giác này đúng không ạ? Là 5 cạnh và nó đang xuất phát từ tâm đến cái phần biên của đường tròn. Đấy, chúng ta biết ngay là cái cạnh này là 250 rồi, chúng ta sẽ vẽ luôn. Polygon. Số cạnh là 5. Chúng ta sẽ nhập tính năng con là E này, S này. Đấy, bắt vào đây và bắt vào đâu ạ? Bắt vào điểm này. Bắt vào tâm và bắt vào góc 3 giờ. Tiếp đến chúng ta sẽ vẽ gì ạ? Một đường tròn nội tiếp hình polygon đấy, và tiếp theo lại một hình đa giác lại nội tiếp hình tròn bên trong nó nữa, bên trong hình tròn của hình này. Thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ như sau: C circle là các bạn tích vào đây và chọn gì? Bắt vào cạnh này thì nó sẽ là nội tiếp này. Tiếp theo là gì? Polygon này. Số cạnh là 5 được chưa, lại bắt vào đây, bạn chọn nội tiếp thì lại chọn là Y. Các bạn sẽ hiểu đây. Đó, vậy là chúng ta đã xong được cái phần ba cấu hình ở trên này. Tiếp theo là chúng ta sẽ vẽ hình gì ạ? Cái hình tam giác ở đây. Hình tam giác thì nó cũng được xuất phát từ hình đa giác với số cạnh là 3 được chưa? Và có cái cạnh biên này thì nó sẽ nằm giao với cái đường tròn bên trong. Nó tức là trung điểm của cái cạnh bên dưới này. Các bạn thấy không ạ? Chúng ta sẽ vẽ như sau. Polygon. Số cạnh là 3 để vẽ tam giác, tích một điểm đây và chọn C nhá. Tiếp vào đây. Tiếp theo đến thì bạn sẽ vẽ một đường tròn nối tiếp hình cái hình tam giác này. Thì bạn sẽ vẽ như bình thường thôi. Tích vào điểm tâm đây và bắt vào cạnh thì nó sẽ nối tiếp chúng ta. Tiếp đến làm sao chúng ta vẽ được hai đường tròn nhỏ ở bên trong này, được chưa? Thì hai đường tròn nhỏ bên trong bạn sẽ vẽ một cái đường line. Nhá, vẽ một cái đường line là trung điểm của cái hình tam giác ở đây. Đây là hình tam giác này. Thì chúng ta sẽ vẽ một cái trung điểm đi qua đây để ta vẽ được hai đường tròn kia. Line. Ok. Đó, bắt vuông góc nha. Bạn nhớ bắt vuông góc này. Tích một điểm đây và bắt phải nó phải hiển thị cái biểu tượng bắt điểm vuông góc ở đây thì hình này chúng ta mới vẽ được cho nó đúng nhá. Tiếp đến các bạn sẽ vẽ đường tròn là từ tính năng đường tròn vẽ là tan, tức là tiếp xúc 3 điểm. Tiếp xúc 3 cạnh, cạnh 1 này, cạnh 2 và cạnh 3. Ở đây các bạn phải sử dụng loại MI.
đối xứng sao? Yes. Chọn no, no để không phá đối tượng cũ. Hoặc là vẽ tiếp đường tròn với tính năng data để ta ra được hình thứ hai được không? Tôi xóa được này đi. Vậy là chúng ta đã xong hình 2.4. Rất là đơn giản đúng không các bạn? Các bạn cứ làm tuần tự theo các cái bước mình hướng dẫn và ghi nhớ lại những cái câu lệnh chú ý. Ra một cái tờ giấy, ra một cuốn sổ của bạn để bạn có thể ôn đi ôn lại liên tục những cái tính năng đó, thì các bạn sẽ nhanh chóng thành thạo và làm được các cái hình khác tương tự thôi. Ok. Tiếp đến chúng ta sẽ vẽ hình 2.5. Chiều 5 ở đây nó cho chúng ta bằng một cái bán kính đường tròn ngoài cùng là 500 này. R bằng 500, chúng ta sẽ vẽ luôn. Hình này khá là to. Tiếp đến chúng ta sẽ vẽ thêm các điều gì? Ở đây chúng ta có một cái đường tròn bên trong, là bạn thấy một cái đường tròn là 83. Thì ta sẽ offset một đường tròn giả lập vào offset vào 83 đi. Đó, chúng ta giả lập là có một cái đường tròn nó chạy 83 ở đây. Đấy, chính là cái đường tròn mà nó chạy qua các cái điểm ngoài này. Offset vào 83. Đấy, thì các cái đường tròn bên trong này là bao nhiêu? Bán kính là R bằng 24, các cái đường tròn con này. R bằng 24 hết. Thì chúng ta sẽ vẽ ở góc, luôn là góc 12 giờ đi. Đấy, C này. Nhập bán kính là 24 này. Sau đó các bạn mu vào tâm vào góc đúng 12 giờ đấy nhé. Cái đường tròn này thì coi như là một cái đường tròn giả lập thôi, lát nữa mình vẽ xong mình xóa đi. Đấy. Thì tại đây các bạn sẽ array nó thành 1, 2, 3, 4, 5, 6, nhận 6 đường tròn. Thì tại đây bạn sẽ quét chọn đường tròn này, chọn gõ lệnh ar cho này, array classic đối với cái đời cao, còn cái đời thấp các bạn gõ lệnh array như bình thường. Ở cái đời cao bạn gọi là array classic nhé. Array classic để ra hiển thị ở dưới dạng bảng như này. Đấy, các bạn sẽ chọn tính năng là full array, chọn tính năng là xác định tâm trùng với tâm của đường tròn lớn này. Xác định là cái đầu tiên. Ở xác định object là lựa chọn đối tượng, ở đây mình đã lựa chọn rồi, nó báo ra là có một đối tượng. Bạn nào mà chưa lựa chọn thì lựa chọn lại nha. Ở tại đây là tổng số đối tượng tạo ra, thì các bạn sẽ chọn cho mình là 6, tổng góc xoay là 360 độ giữ nguyên. Và nhớ là tích kiểm rotate axis này. Nhấp ok luôn. Thế vậy là chúng ta đã có được các cái đối tượng mà xoay quanh cái đường tròn giả lập bên trong này. Tiếp đến thì chúng ta sẽ thấy ở đây là gì ạ? Một cái đường tròn giả lập bên trong tiếp theo nữa chúng ta sẽ vẽ là nó có khoảng cách từ tâm thứ nhất đến tâm thứ hai là 193. Tức là chúng ta sẽ offset là 193. Lệnh là O. Cách này, 193 là khoảng cách offset. Cách này. Click vào đối tượng offset và click vào miếng bên trong thì nó sẽ offset vào trong. Thế tại đây các bạn sẽ copy hình này, tại vì là hai đường tròn này, các cái đường tròn này bán kính nó bằng nhau. Tại đây các bạn cũng array thành 1, 2, 3, 4, 5, 6, được chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây các bạn chọn là array classic này. Tích hợp full array. Bây giờ chúng ta sẽ chọn tâm này, chọn số đối tượng này. Đấy. Và chọn đối tượng cần array. Tâm là cái đầu tiên, trùng với tâm của đường tròn 6 giữ nguyên rồi này. Số đối tượng có thể chọn lại thì cho chắc chắn này. Và nhấp ok luôn để mình biết chắc chắn là kết quả sẽ ra được như vậy. Tiếp đến thì chúng ta sẽ vẽ cái gì ạ? Tiếp đến là chúng ta sẽ vẽ các cái phần cánh hoa ở bên trong. Thì các cái phần cánh hoa ra sẽ vẽ như thế này. Từ đây các bạn có thể là vẽ cho mình một cái cánh hoa ra sẽ array ra. Một cánh hoa ra array ra. Ở đây chúng ta sẽ vẽ là A ở C, lệnh là A. Đi qua điểm tâm thứ nhất này, đi qua điểm này và đi qua điểm tâm này. Nhắc lại lệnh điểm tâm này và đến điểm tâm này. Đấy, và tại đây các bạn sử dụng lệnh shim dr. Quét chọn qua đối tượng và cắt đi hai ông này. Đấy. Vậy là chúng ta sẽ quét chọn ông này và chúng ta array ra thành bao nhiêu ạ? 1, 2, 3, 4, 5 và 6 cánh hoa. Các bạn tiếp tục sử dụng lại lệnh array classic. Chọn full array này, chọn tâm này. Chứ đi object là hai đối tượng chọn rồi. Số đối tượng là 6. Và nhớ là gì? Xoay theo trong tâm nhé. Các bạn phải kích kiểu này thì mới ra kết quả đúng được. Ở đây bạn nhấp ok luôn. Ok, mình sẽ làm lại. Cái trường hợp này nó hơi bị lỗi. Mình sẽ vẽ lại nha. ARC tích điểm 1 này. Nhập vào đây. Điểm này nhập vào đây. Stream Array tích vào đây này. Đó, số lượng là 6 là đối tượng 2. Đó, kết quả chúng ta đã thu được chính xác nhé.
À, bây giờ việc công việc còn lại là chúng ta sẽ nối gì ạ? Nối các cái phần hình là các cái đoạn đoạn line ở đây. Ở bên này chúng ta sẽ xóa cái đường kia đường tròn giả lập ở bên ngoài đi và có chúng ta sẽ lấy đường line để ta nối đi ạ. Nối. Ở đây chúng ta sẽ vẽ hình polygon. Polygon này. À, tích điểm số cạnh là 6 này. Tích điểm tâm ở đây. Đấy, và sợ là gì tính năng là nội tiếp y. Bắt điểm này. Ở đây các bạn được dùng lệnh chim này, quét chọn qua tất cả đối tượng này và chim đi các cái phần đối tượng bên trong ở đây. Và chúng ta sẽ thu được kết quả tương ứng. Các bạn có thể quét chọn này. Quét chọn. Ok, ấn cách để kết thúc lại. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vẽ các cái đoạn line nào nó sẽ dạng cạnh chéo như thế này. Ở xóa đường tròn bên trong này đi. Chúng ta sẽ dùng polygon 6 này, cái điểm tâm vào đây và is. À, tiếp đến chúng ta sẽ dùng lệnh chim tiếp này. Cắt đi đối tượng này. Ok, vậy là đã xong. Tiếp theo là chúng ta sẽ vẽ các đoạn line nối vào đây. Tích một điểm này. Ở đây nha. Tích điểm này nối vào đây. Tích điểm này nối vào đây. Rất là đơn giản đúng không ạ? Chúng ta chỉ việc suy luận một chút các cái phần hình của chúng ta sẽ làm theo thứ tự các bước và kết quả nó sẽ tuần tự ra tuần tự cho chúng ta. Đó, vậy là hình chúng ta đã thu được kết quả giống như hình 2.5 ở đây. Thì tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu đến hình 2.6. Hình này thì nó cho chúng ta điều gì ạ? Ở đây nó cho chúng ta một hình nó là có đầy đủ gần như đầy đủ các chiều dài của phân số cạnh rồi. Các bạn thấy là mỗi cái cạnh này là nó chưa cho, còn lại là cạnh này đã cho rồi. Đấy, cái cạnh này đã cho rồi. Vì vậy là chúng ta sẽ vẽ theo, bắt đầu từ điểm 2.75 này vẽ theo cái hướng là như mình đã thể hiện ở trên cái giao diện mà mình đã khoanh ở trên này rồi. Rồi tại đây thì chúng ta sẽ vẽ đoạn line là 275. Line, P-line, đoạn 275. Đó. Kéo xuống là bao nhiêu? Kéo xuống là 325. Tiếp theo nó là một cái cung tròn, một cung tròn bán kính là R225. Thì tại đây các bạn thể thoát lệnh này, ấn inspect này, thoát lệnh và vẽ một đường tròn. Đấy, vẽ một đường tròn cho mình với cái bán kính là 225. Tại đây các bạn sẽ move đường này vào, move góc 9 giờ này vào cái phần cạnh kết thúc ở đây. Bên đây các bạn sẽ vẽ tiếp là một đường đoạn P-line 751. P-line xuất phát từ góc 6 giờ này, F8 sang là 751 này. Đấy, tiếp đến là gì ạ? Là chéo lên là 550 đúng không ạ? Chéo 550 vào góc bên tay trái là 60 độ. Chúng ta sẽ bỏ F8 đi. Nhập vào 550, tab sang là ở góc bên này là 60 độ. Chúng ta sẽ phải nhập góc bên này là 120 độ. Tại vì AutoCAD nó tính cho ta ở góc bên phải cơ, chúng ta không phải góc bên phải, ở bên trái. Vì vậy chúng ta sẽ nhập là 120 độ. Và tại đây chúng ta nhập tìm Enter nhé. Thì mình kết thúc được cái lệnh này, Enter. Và tại đây bạn nhập F8 và kéo thẳng ra. Kéo thẳng cái này xuống. Và dùng lệnh Shift. Tiếp theo thì các bạn sẽ vẽ một cái đường tròn là bán kính là đường kính là 300 thì bán kính sẽ là 150 và cùng với tâm của cái đường tròn rồi. À, các bạn sẽ vẽ đường tròn là 150. Và mu tâm trùng với tâm. Yeah. Rồi tại đây các bạn sẽ vẽ đường P-line. Tích từ góc 6 giờ lên tâm này. Sang góc 9 giờ để bạn chim đi cái phần đối tượng như này. Ok, bạn xóa được này đi. Vậy là chúng ta đã thu được kết quả giống như hình 2.6. Thì tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu hình 2.7. Hình 2.7 ở đây thì một cái đường tròn này, một ngôi sao và một cái phần cán cờ ở đây. Thì cái cán của cái đèn lồng ngôi sao này. Tại đây chúng ta sẽ vẽ đường tròn đầu tiên, giờ 300 cc. Các bạn gõ bình thường là lệnh C bình thường nhé. Ở đây mình đổi lệnh rồi. Nhập R là 300. Tiếp theo các bạn sẽ vẽ được cái phần ngôi sao 5 cánh này bằng cách nào? Cái phần cán thì chúng ta sẽ vẽ sau cùng. Sau 5 cánh các bạn sẽ có đường P-line mà. À, tích điểm này xuống. Và đây các bạn sẽ dùng lệnh Array Classic này. Sang tính năng Polar Array. Chọn tâm Array trước. À, tâm Array là vào tâm của đường tròn. Tổng số đối tượng tạo ra 5 cánh thì chúng ta sẽ dùng đối tượng là 5.
và tích kiểm là gì, rotate item này, đẹp ok, được chưa? Đó, tiếp theo chúng ta sẽ vẽ các ngôi sao một cách chúng ta nối tia line. Bỏ F8 đi. Đó, vào đây. Tiếp theo là vào đây. Đó, vậy là ta xong ngôi sao 5 cánh. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải chim đi tất cả những đối tượng bên trong, đúng chưa? Thì bằng cách như thế nào? Tại đây chúng ta sẽ xóa đường ở giữa đi, green. Xóa đi không nào? Các bạn sẽ phải rất là khéo léo nên chúng ta sẽ làm mất đi những cái đoạn cần phải giữ lại, thì rất là đáng tiếc. Rồi, tiếp theo ta sẽ vẽ cái phần gì? Cái phần cán. Phần cán ở đây thì các bạn sẽ vẽ áng chừng, tại vì kích thước của nó không cho ta. Và cái độ dày nó là 13. Thì đây các bạn sẽ vẽ P-line, xuất phát từ tâm, chiều đường tròn, xuất phát từ tâm kéo xuống. Bật F8 ví dụ mình kết thúc lệnh ở đây. Kích đúp vào nó chọn width để nhập độ dày là 13. Đó. Vậy là chúng ta đã vẽ xong được cái hình này. Mu di chuyển cái này một chút. Hình cuối cùng ở trong cái phần video về bài số 3 này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn, đó là hình 2.8. Hình này nó cũng là một hình khá là thú vị, và nó kết hợp nhiều những cái lệnh cơ bản khác nhau, ví dụ lệnh đường tròn này, lệnh ARC và lệnh polygon. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vẽ đường tròn trước. Thì đường tròn ngoài cùng ở đây nó cho ta bán kính là R bằng 375. Vẽ một tròn như là 375. Ok. Tiếp theo ta sẽ một hình polygon nội tiếp. Tạo ra nội tiếp là polygon này. POL số cạnh là 3 này. Kích vào đây chọn tâm là gì? Là Y để chọn nội tiếp này. Tiếp đến thì chúng ta sẽ vẽ một đường tròn bên trong với cái đường kính là 150, tức là bán kính là 75. Ok, và chúng ta sẽ vẽ C 75. Tiếp theo đến thì chúng ta sẽ vẽ các phần cung, các phần cung tròn. Chúng ta sẽ vẽ cung như sau, đó là lệnh A này, tích điểm 1 này, tích điểm 2 này, 3, các bạn bỏ đáp 8 đi. Ngay lại lệnh tích điểm 1, này, 2, 3, tích điểm 1, điểm 2 và điểm 3. Vậy là chúng ta đã hoàn thành được xong các cách phần cánh hoa bằng 3 cái cung, cung 1 này, cung 2 và cung số 3. Ở đây các bạn sẽ chim đi các cái phần bên trong đường tròn, chim phần cánh trong bên trong đường tròn. Đã xong. Tiếp theo đến thì các bạn sẽ vẽ tiếp một hình polygon. Một hình polygon nằm ở gì ạ? Nằm ở phía sau. Thì tại đây các bạn sẽ quét chọn qua ông này. Các bạn sẽ dùng lệnh array cho mình. Đấy, quét chọn tất cả những đối tượng nằm bên trong cái đường tròn lớn nhé. Dùng lệnh array R classic này. Tâm đường tròn các bạn sẽ tâm ở array, bạn sẽ nhập vào đúng tâm của các cái đường tròn ở đây. Số lượng tập số đối tượng tạo ra là 2, được chưa? Các bạn có review xem thử. Ok, đã thành công rồi đấy. Tại đây các bạn sẽ ấn cách và nhấp ok. Bây giờ công việc của bạn chỉ được chim đi các cái đối tượng không cần thiết đâu. Chim đi, mình chim cái phần này. Tiếp tục chim đi các phần đối tượng ở đây. Mình sẽ lấy giới hạn là cái đường tam giác này và chim đi các phần đối tượng ở giữa. Đó, vậy là đã xong. Bằng sự kết hợp truyền điện giữa các lệnh thì chúng ta sẽ tạo ra được kết quả một cách nhanh chóng nha. Chúng ta cần phải tư duy hình trước khi chúng ta vẽ, đó là cái điều mình lưu ý dành cho các bạn. Chứ chúng ta xem hình mà chúng ta vẽ ngay thì đôi khi kết quả nó sẽ không được ra với cái thời gian mà chúng ta mong muốn, có thể mất rất nhiều thời gian. Vì vậy hy vọng các bạn sẽ làm theo những cái một trong những cách mà mình hướng dẫn ở đây thì các bạn sẽ có thể tạo ra được kết quả tương ứng nha. Cảm ơn các bạn đã xem video này và hy vọng các bạn sẽ tiếp tục đón xem cái phần video tiếp theo hướng dẫn từ hình 2.9 đến hình 2.14. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.